Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, các bạn biết đâu là thứ hot nhất không? Đó chính là CPU của AMD và càng đồng họa tới từ NVIDIA. Cụ thể ở đây mình đang con mẫu CPU, đó chính là AMD Ryzen 5 5600X, thế hệ rất mới nhá. Và càng đồng họa RTX 3070 tới từ MSI. Đây là hai tên mã vô cùng điển hình thôi. Thì với combo này sẽ hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu chơi game. Và việc nó đáp ứng tốt như nào, hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU, cụ thể là AMD Ryzen 5 5600X mình đang có ở đây. Một mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng, kể từ thế hệ Ryzen đầu tiên cũng đã có 6 nhân 12 luồng rồi. Thế nhưng các bạn hãy lưu ý một điều, thì sang tới thế hệ gọi là thế hệ Gen 3 đời 5000 series, AMD nhảy cóc mà không có 4000 series desktop, thì đây là dòng 5000 series. AMD đã cải tiến rất nhiều, cụ thể là IPC được cải tiến, các cụm nhân được kéo lại gần nhau hơn và cái phần cách dễ cách L1, L2, L3 không còn sử dụng riêng biệt nữa mà bây giờ đã gộp lại để sử dụng chung rồi, thì kết quả mang lại vô cùng tốt khi mà hiệu năng đơn nhân xưa kia vốn dĩ là điểm yếu của AMD thì bây giờ cũng đã trở thành một điểm mạnh của AMD. Và vấn đề đa nhân thì trước giờ vẫn tốt thì giờ vẫn tốt thôi. Thì xung nhịp cụ thể của mẫu CPU này khi mà boost toàn bộ sẽ là rơi vào khoảng, theo quảng cáo thì có thể lên được là 4.6, nhưng theo như mình test ấy, thì sẽ loanh quanh khoảng độ 4.5GHz trên toàn bộ 6 nhân. Và khi xung nhịp cơ bản sẽ là 3.7GHz. Đối với những bạn nào mà có nhu cầu ép xung thì dĩ nhiên xung nhịp vẫn có thể cao hơn được. Và bên trong đây các bạn có mong chờ hệ thống tản nhiệt mới không? Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn. Thực tế ra thì khi mình nhìn bên ngoài, tức là mình đọc sơ qua một chút về phần tem, mình nghĩ là một hệ thống tản nhiệt mới, nhưng mà thực tế ra thì vẫn là kiểu cánh quạt thông thường thôi, tức là một quạt của AMD trước giờ vẫn tốt, cái đấy không phải nói. Mình mong chờ việc là có lại về phần ống đồng cơ, thế nhưng mà đây vẫn là kiểu tản nhiệt thông thường. Và anh em yên tâm, hoàn toàn có thể gánh được CPU AMD Ryzen 5 5600X mà không bất kỳ vấn đề gì cả. Anh em không ép xung, nhưng mà mình muốn bộ PC đẹp hơn, thế nên mình đã quyết định lắp một hệ thống tản nhiệt mới vào để trông cho lung linh hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cất CPU vào và chúng ta sẽ chuyển sang một thành phần linh kiện khác, đó chính là về phần card đồ họa. Và chúng ta sẽ tới một nhân vật chính nữa, đó chính là về phần card đồ họa RTX 3070 phiên bản được custom lại bởi MSI, có tên mã là Ventus 2X. 2X ở đây có nghĩa là hai quạt, 2X fan đấy, đây hai quạt. Thì với hệ thống hai cánh quạt được cải tiến lên thế hệ 3.0, tên tiếng Anh hơi dài nhưng mình sẽ gọi ngắn là thế hệ quạt 3.0, sẽ giúp đẩy luồng khí áp được tốt hơn. Tất nhiên bây giờ mình sẽ bỏ card đồ họa sang gọi một bên để anh em tập trung vào nhân vật chính chúng ta đang có ở đây. Thì nhìn sơ qua về hình thức đã được cải tiến để giống với dòng game X nhất có thể, tức là một phiên bản có mức giá tầm trung, thế nhưng vẫn mang được một thiết kế trông nó cao cấp một chút. Thì nhiều miếng backplate đây, backplate rất dày, trông anh em nhìn qua có các đường vân phay xước, wow, sờ vào nhưng nó không phải kim loại anh em ạ, nó làm từ nhựa, nhựa cứng luôn, nhựa cứng thì với độ dày như này sẽ có đảm bảo được giữ cái card đồ họa các bạn không bị xệ xuống trong thời gian sử dụng. Bởi vì hệ thống heat sink như anh em nhìn thấy ở đây có thể nhìn chỉ 2 ống đồng thôi, anh em sẽ nghĩ là hơi ít, nhưng thực tế thì không phải ít đâu, sẽ có tổng cộng là 4 ống đồng, 2 ống đồng còn chạy ở bên dưới nữa cơ. Thì 4 ống đồng cộng với hệ thống carbon nhôm này thì hoàn toàn có thể tản nhiệt được. Tuy nhiên nếu như anh em nào mà thích nhiệt độ phải mát nhất có thể thì có thể vào phần membrane center hoặc MSI afterburner để quạt lên max tốc 100% để card có thể mát hơn, để tùy nhu cầu sử dụng thôi. Về hệ thống cấp nguồn sẽ sử dụng 2 cổng cấp nguồn 8 pin để có thể cấp điện được cho RTX 3070 hoạt động một cách ổn định. Thế nên mình khuyến cáo anh em hãy mua những bộ nguồn có công suất thực tới từ các hãng nổi tiếng, khoảng từ bao nhiêu nhỉ, khoảng 650W trở lên là hợp lý nhất. Rồi, chúng ta sẽ tới một phần khác cũng liên quan tới card đồ họa, đó chính là về phần PCIe 4.0. Nhắc tới PCIe 4.0 thì nhiều anh em sẽ lo sợ kiểu mua card đồ họa về, tức là mua các dòng card đồ họa RTX 3000 series về cắm vào các cái phiên bản PCIe 3.0, tức là các cái bộ combo anh em đang sử dụng ở nhà sẽ bị nghẽn cổ chai này, giảm hiệu năng. Nhưng thực tế theo như mình trải nghiệm, mình đã test qua một số các dòng card đồ họa rồi thì mình cảm thấy được PCIe 4.0 sẽ mang hơi hướng tương lai hơn. Còn ở trong thời điểm hiện tại nhá, nếu như anh em sử dụng thì PCIe 4.0 trên card đồ họa RTX 3070 hay là 3.0, tức là 4.0 xoay 3.0, thì hiệu năng gần như là không đổi, hoặc nếu có thay đổi sẽ loanh quanh khoảng từ 1 đến 2%, tương đương 1 hoặc 2 FPS. Theo mình thấy nó không quá nhiều đâu, chỉ trừ khi anh em sử dụng các card đồ họa như kiểu RTX 3080 hoặc là thậm chí 3090 thì khi đấy PCIe 4.0 mới thể hiện được một sự khác biệt, nhưng không quá lớn đâu. Mình nhớ loanh quanh khoảng chừng 4% đổ lại thôi, kiểu như vậy. 4% tương đương khoảng 4 FPS, mà 4 FPS thì một số ông kiểu mắt siêu nhân có thể nhận ra, còn mắt mình dĩ nhiên là không thể nhận ra rồi. Và phần main mình sẽ lựa chọn ở đây sẽ là B550 Steel Legend tới từ ASRock, một mẫu main có hiệu năng chiến đấu thành rất tốt và đặc biệt có rất nhiều đèn LED RGB dành cho anh em nào thích sự màu mè hoa lá. Thì với mẫu main này sẽ hỗ trợ cả giao thức PCIe 4.0 trên hai phương diện. Đầu tiên đó chính là về khe X16 được hỗ trợ full năng thông kèm theo một khe SD nữa.
Tuy nhiên thì SSD PCIe 4.0 hiệu năng cải thiện thì đúng là có cải thiện thật. Thế nhưng mức giá khi mà sử dụng lại quá đắt. Thế nên mình đã quyết định sử dụng một mẫu SSD tới từ Kingston. Và mẫu SSD mình đang có ở đây là Kingston A2000. Ở đây thì mình lấy ví dụ là ổ SSD 250GB thôi, bởi vì mình đã cắm ở trong đây một SSD 512GB rồi. Thì với ổ SSD lên đến tận 500GB thì anh em hoàn toàn có thể cài các phần mềm, cài Win này, Word, Office các thứ rất đơn giản. Hoặc thậm chí anh em có thể cài thêm cả bộ công cụ tới từ Adobe, tải các tựa game trên Steam, các tựa game trên Battle.net. Còn các tựa game trên Epic thì hơi nặng, anh em cần phải cân nhắc một chút, có thể cài lên HDD chẳng hạn, hoặc mua thêm SSD, mua thêm một ổ nữa để có thể cài vào, bởi vì bên này hỗ trợ hai khe HDMI cả. Và mình cũng đã có test thử qua tốc độ của SSD thì tốc độ đọc sẽ rơi khoảng 2200 MB/s, còn tốc độ ghi sẽ rơi khoảng 2000 MB. Thì mình đã copy file trực tiếp, tức là mình copy và mình chép ở ngay trên ổ cứng đấy luôn, thì tốc độ cao nhất có thể đạt được là 800 MB/s và thấp nhất là khoảng 200 MB/s. Thì mình copy ổ, mình có cái dung lượng mình nhớ không nhầm khoảng độ mấy trăm ghi ấy, tương đối lớn đấy, thì mình thấy tốc độ như vậy là rất ấn tượng để có thể sử dụng rồi. Nếu như lúc nãy mình có nói RTX 3000 series không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi PCIe 3.0, 4.0 ở trong thời điểm hiện tại và không gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai, thì thành phần gây ra nghẽn cổ chai nếu như anh em không để ý nó sẽ liên quan tới RAM. RAM sẽ gây hiện tượng nghẽn cổ chai nếu như anh em mua không phù hợp. Và theo như lời khuyên của mình thì anh em nên mua những bus RAM khoảng từ 3000 tới 3600 đổ lại sẽ là tốt nhất. Thì cụ thể đối mẫu CPU đó chính là về phần Ryzen 5 5600X sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ bus RAM, đặc biệt là bus RAM cao. Thế nên mình đã quyết định sử dụng hai thanh RAM tới từ Kingston HyperX Fury. Tất nhiên sẽ có thêm cả RGB để lấp lánh cho đồng bộ với bộ cây luôn. Thì với hai thanh RAM này, anh em lưu ý nhé, hãy vào trong BIOS để bật tính năng có thể gọi là XMP lên. Thì đối với tính năng XMP và trên thanh RAM Kingston HyperX Fury RGB sẽ có hai lựa chọn cho anh em, đó chính là bus 3000 và bus 3002. Thì đối với bus 3000 sẽ có độ trễ thấp hơn. Và tuy nhiên thì theo như mình trải nghiệm, tức là mình đã test qua rồi, thì việc anh em chơi game thôi nhé, chỉnh bus RAM 3000 hay 3002 thì hiệu năng thực sự là không kiểu chênh lệch quá nhiều đâu, anh em hoàn toàn có thể sử dụng hoàn toàn ok. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để anh em thấy được các combo khi kết hợp với nhau sẽ như thế nào nhé. We'll be right back.
Tổng kết lại, đối với combo sử dụng CPU AMD Ryzen 5 5600X, card đồ họa NVIDIA RTX 3070, RAM 16GB Kingston HyperX Fury RGB kết hợp với một SSD nữa, mức giá sẽ loanh quanh khoảng độ chừng 30 triệu. Thì nếu như anh em có khoảng độ hơn 30 triệu thì liệu anh em có mua combo này không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.